là những cái hình ảnh về cái bãi biển Quy Nhơn trước cái cơn bão số 6 nha các bạn, cho các bạn cập nhật những cái tình hình tin tức của cơn bão số 6. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hãy đăng ký kênh ủng hộ để biết được những cái thông tin mới nhất về cái tình hình cơn bão số 6 đang vào trong khu vực.